Hello, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Có thể nói là thị trường smartphone đang trở nên nóng hổi sau khi hàng loạt những siêu phẩm từ các thương hiệu đình đám liên tiếp được trình làng. Và gần đây nhất là chiếc HTC 10 của HTC. Khi mà xem các video tổng hợp thông tin trước đó của HTC 10 thì mình thấy có rất là nhiều những comment khen chê các kiểu và rằng mua S7 hay là S7S chắc là thích hơn. Thế nhưng có thật sự là thích hơn hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đặt lên bàn cân HTC 10 cùng với siêu phẩm của Samsung S7S thử xem nhé. Và tất nhiên là hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có HTC 10 cho nên là mình chỉ so sánh trên phương diện các cái thông tin mà đã biết rồi để đối chiếu để chúng ta có thể hình dung sơ. Đầu tiên thì nói về thiết kế, S7S tiếp nối vẻ đẹp độc của S6S và hoàn thiện hơn. Chúng ta đã khen quá nhiều đẹp một cách hoàn hảo. Cùng với HTC 10 thì HTC đã tạo nên những thay đổi mới trong ngôn ngữ thiết kế của mình, thoát ra khỏi cái sự nhàm chán quen thuộc của những chiếc HTC trước đó để mang đến cái cảm nhận hoàn toàn mới. Cụ thể hơn, trước hết thì nói về mặt kích thước, dù có màn hình khủng hơn là 5,5 inch nhưng mà nhờ cái thiết kế mặt kính cong tràn viền độc đáo thì cái kích thước của Galaxy S7S lại chỉ nhỉnh hơn một xí so với lại HTC 10. Hơn nữa thì độ dày của S7S thậm chí còn nhỏ hơn nhiều. S7S chỉ mỏng có 7,7mm, trong khi đó HTC 10 lại lên đến 9mm. Hơn nữa thì với Galaxy S7S thì trong những cái video trước đây chúng ta đã nói nhiều về việc là cái thiết kế cong trước, cong sau làm cho S7S nó mỏng hơn so với độ dày thật của nó. Cho nên với cái tình hình này thì nếu mà hai chiếc máy này đặt cạnh nhau thì hẳn là một bên là siêu mẫu, còn một bên thành thùng phi mất. Nhưng mà thật ra thì cũng không đến nỗi nào, bởi vì dù không vát cong mặt lưng như là Galaxy S7S nhưng mà HTC 10 cũng có vát. Đó là một cái đường viền xéo lớn và đậm nét ở mặt lưng, không chỉ mang đến nét đẹp độc cho HTC 10 so với những cái thế hệ trước, mà đồng thời nó cũng làm cho máy có cái cảm giác là mỏng hơn, tương tự như là cái cách bo cong mặt lưng của S7S. Ngoài ra thì trọng lượng của HTC 10 cũng chỉ nhỉnh hơn S7S có 4g mà thôi, chứ không hề hầm hố giống như là độ dày của nó một chút nào. HTC 10 sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, mặt lưng của máy có những đường chỉ nhựa để bắt sóng tốt hơn. Tuy nhiên rất là may là đường chỉ này không hề quá to tướng, và trên tất cả các phiên bản màu thì đều làm đường chỉ này khá đồng đều về mặt màu sắc, cho nên là không hề có cái cảm giác chói mắt. Còn ở Galaxy S7S là thiết kế hai mặt kính với khung kim loại, nhưng mà độ hoàn thiện cao cho nên là hầu như không mang đến cái cảm giác tách biệt hay là vướng víu khi chúng ta cầm. Và lần này thì Samsung còn mang đến sự thống nhất từ những cái chi tiết, những cái đường viền nhỏ nhất, cho nên là mặt lưng cũng khỏi bàn. Nói chung lưng của cả hai đều đẹp. Mỗi tội lưng của em S7S thì để lại quá nhiều dấu vết khi chúng ta chạm sờ vào em nó, bởi vì cái chất liệu kính. Còn ở HTC 10 thì với kim loại được sử dụng thì hẳn là chúng ta không cần phải lo nhiều. Còn về mặt trước thì cũng may là mình so với S7S, nếu mà so với S7 thì chắc là lộ lắm. Mặt trước của HTC 10 cũng có khá là nhiều cái mới. Đầu tiên là việc thay đổi những cái điểm mà người dùng đã chê đến mỏi miệng. Trước hết là cái logo HTC đã được lược bỏ, sau đó là đến 3 phím điều hướng đã được đưa ra ngoài màn hình, và cái phím Home thì đã được thay đổi. Tuy chỉ là cảm ứng thôi chứ không bấm được, nhưng mà nó lại rất là đặc biệt bởi vì nó sẽ đảm nhận cả cảm biến vân tay một chạm. Từ ngày 16 tháng 4, Samsung S chính thức nâng cấp chính sách bảo hành. 12 tháng bảo hành toàn diện tất cả các lỗi liên quan đến nguồn màn hình ổ cứng. Và khi các bạn mua hàng iPhone, iPad tại Samsung S sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm. Và đối với hàng công ty, các bạn sẽ được đổi mới miễn phí trong thời gian là 30 ngày. Các bạn thấy thế nào? Với sự nâng cấp lần này thì các bạn có thể an tâm hơn chưa? Hơn nữa, các bạn hoàn toàn có thể nhận được một chiếc iPhone SE đấy. Nhận thế nào á? Hãy click vào đường link bên dưới này nhé. Mặt kính mà HTC sử dụng cho HTC 10 cũng là kính cong 2,5D, khá bóng bẩy và đẹp mắt. Chỉ có một cái điều đó là nếu như mà đem so với S7S thì đành phải chịu lép vế hoàn toàn như bao anh hùng smartphone khác. Bởi vì S7S người ta là cong đến tràn sang hai cạnh viền, sexy hơn và bóng bẩy hơn nhiều. Nói chung là nếu mà nói mặt trước thì rõ 10-10 là S7S sẽ đẹp hơn, độc hơn. Về vị trí phím bấm cộng kết nối thì mỗi người một kiểu, chả cần so, nhưng mà có hai cái cần phải nói đến ở đây. Thứ nhất đó là HTC 10 là cổng USB Type-C, còn S7S là Micro USB. Với HTC 10 có vẻ là mọi thứ sẽ nhanh hơn, nhưng như các phân tích thì USB Type-C vẫn chưa thật sự ổn định. Ngoài ra thì với S7S chúng ta có thể dễ dàng trải nghiệm kính thực tế ảo hơn, khi mà hiện tại thì mình chưa nghe nói đến chiếc kính VR nào sử dụng chuẩn USB Type-C. Cái thứ hai đó là thiết kế loa, S7S có đọc một cái loa ở cạnh dưới và không có một thông tin nào hay là trải nghiệm nào cho thấy chiếc loa này đặc biệt hơn bình thường. Nhưng với HTC 10, dù các bạn chỉ thấy một cái loa ở mặt trước thôi, nhưng mà sự thật là HTC vẫn gọi loa của họ là boom sound. Đó là bởi vì chúng ta vẫn còn một cái loa ở cạnh dưới. Và với cái thiết kế này, HTC tách biệt âm trầm và bổng, tích hợp thêm bộ khuếch đại chuyên dụng giống như là trên hệ thống loa Acoustic hàng đầu. Có vẻ là với thiết kế loa như thế này thì HTC 10 sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh nhỉnh hơn so với lại S7S. Tuy nhiên bù lại, thiết kế của S7S lại mang đến khả năng chống nước tiện dụng cho chúng ta. Tổng quan về mặt thiết kế, sự thật là cả hai đều đẹp. S7S đẹp một cách hoàn hảo, nhưng mà HTC 10 cũng không hoàn toàn lép vế. Những thay đổi của nó không hề phí phạm chút nào. Một sẽ thiên về mỏng manh mềm mại, còn một thiên về mạnh mẽ cứng cáp.
Về màn hình thì Galaxy S7S có một màn hình AMOLED 5.5 inch với độ phân giải là 2K. Đi kèm đó thì chúng ta có cả tính năng màn hình cong và Always On tiện dụng. Còn HTC 10 sở hữu một màn hình LCD 5.2 inch cũng có độ phân giải là 2K, nhưng mà nó lại không có những cái tính năng tiện dụng đặc biệt giống như là ở trên S7S. Vậy là về màn hình thì có vẻ rõ ràng quá nhỉ. Dù vậy thì HTC 10 cũng rất là đáng khen khi mà cuối cùng nó cũng đã đuổi kịp những ông lớn khác về khoảng màn hình. Cả hai đều là hai chiếc màn hình rất đẹp. Nói đến khoảng cấu hình thì đây là cái điểm mà HTC 10 bị ăn chửi nhiều nhất. Bởi vì theo thông tin thì có đến 2 phiên bản cấu hình, và cái phiên bản cấu hình thấp hơn thì có thể sẽ được ưu ái dành cho Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì theo tìm hiểu của mình, chúng ta có một chút hy vọng, đó là bản cấu hình thấp hơn thì sẽ có mã là Lifestyle. Khi mà mình vào trang chủ HTC Trung Quốc thì bản này sẽ được ghi rõ là HTC 10 Lifestyle, còn bản cao cấp là HTC 10 mà thôi. Nhưng mà còn ở trang chủ HTC Việt Nam thì chỉ ghi duy nhất HTC 10 mà thôi. Và trong cái phần thông tin cấu hình của sản phẩm thì chỉ ghi phiên bản RAM 4GB với hai tùy chọn bộ nhớ là 32GB và 64GB. Còn cái phần quảng cáo văn chương bay bổng lai láng thì lại nói là bộ vi xử lý mới nhất của Qualcomm với hiệu suất cao nhất. Như vậy có nghĩa là chiếc HTC 10 mà chúng ta sắp có ở Việt Nam khả năng lớn sẽ là chiếc HTC sử dụng chip Snapdragon 820 đi kèm với RAM 4GB, hoàn toàn đủ khả năng để đối đầu với Galaxy S7S và những smartphone cao cấp khác. Ngoài ra thì về khe cắm thẻ nhớ, cả S7S lẫn HTC 10 đều hỗ trợ lên đến 2TB, cho nên là cái này cũng không cần bàn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái gây cấn hơn, đó là camera. Ngày xưa thì cả hai ông anh lớn này đều chạy đua theo thông số khủng, nhưng mà giờ đây cả hai đều từ bỏ và cùng hạ thông số của mình xuống. Samsung sở hữu camera 12MP ở phía sau và 5MP phía trước. Còn HTC 10 cũng là 12 phía sau và 5 phía trước, nhưng với công nghệ Ultra Pixel đi kèm. Ngoài ra thì camera sau của hai máy đều được trang bị chống rung quang học OIS và quay video 4K. Nhưng Galaxy S7S lại sở hữu camera có khẩu độ lớn nhất trong thế giới smartphone hiện tại với f1.7. Còn HTC 10 thì lại nhỏ hơn một chút với f1.8. Lúc này đây thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng S7S sẽ sáng hơn, nhưng HTC 10 lại có kích cỡ điểm ảnh lên đến 1,55 micromet, trong khi Galaxy S7S chỉ có 1,4 micromet mà thôi. Kích cỡ điểm ảnh lớn hơn sẽ giúp cho cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn. Cho nên cuối cùng là về khả năng thu sáng chụp tối tốt hơn thì rõ ràng chưa biết mèo nào hơn miểu nào. Ngoài ra thì nếu như Galaxy S7S là chiếc smartphone có khẩu độ lớn nhất thì HTC 10 cũng nổi bật khi lần đầu tiên trên thế giới camera selfie mà cũng được trang bị OIS. Và chiếc camera selfie này còn được trang bị cả đèn flash nữa đấy nhé. Chưa thể có những kết quả cụ thể về camera giữa hai chiếc máy này, nhưng mà với những cái thông số đã công bố thì chúng ta có thể thấy HTC 10 không phải dạng vừa đâu, nhất là khi mà nó cũng nhận được điểm đánh giá cao từ chuyên trang nhiếp ảnh. Cuối cùng về pin, Galaxy S7S sẽ nhỉnh hơn với viên pin khủng 3600mAh, trang bị cả sạc nhanh lẫn sạc không dây. Trong khi đó HTC 10 chỉ có 3000mAh cùng với sạc nhanh mà thôi. À, còn một cái điểm nữa, đó là với Galaxy S7S thì chúng ta còn có cả hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng, trong khi HTC 10 thì không có và nó lại còn từ kim loại nguyên khối nữa, cho nên là có vẻ gây cấn hơn một chút đấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Còn bây giờ thì với những cái thông tin so sánh vừa rồi và với cấu hình của HTC 10 nhiều khả năng sẽ là con chip Snapdragon 820, thì cuối cùng các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Mời comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.